Cái giá phải trả của mỹ nhân Việt khi muốn nói gì thì nói, bị ném đá, bị mắng là kém sang hay gây mất điểm với người hâm mộ là những cái giá mà các mỹ nhân Việt phải trả khi vạ miệng mà ra. Hoa hậu Phạm Hương, những ngày gần đây có lẽ hoa hậu Phạm Hương là sao chiếm tâm điểm trên mạng xã hội nhiều nhất khi người đẹp có phát ngôn gây choáng với fan hâm mộ. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi bí quyết để được xinh đẹp như hoa hậu, thay vì chia sẻ, Phạm Hương lại trả lời đầu thai kiếp sau nha em, dù đã xóa đi sau khi bị ném đá dữ dội, nhưng một số người đã nhanh chóng chụp được câu trả lời gây choáng của nàng hậu. Cũng dùng thử ứng dụng question trên Instagram như bao nghệ sĩ khác, nhưng Phạm Hương nhận cái kết không mong muốn. Trước đây Phạm Hương vốn được ngưỡng mộ bởi cách ứng xử tinh tế khéo léo, nhưng qua phần đối đáp kém duyên này, có lẽ người đẹp đã mất điểm với người hâm mộ. Thời gian gần đây, nàng hậu bị vướng vào những ồn ào không đáng có. Á hậu Hoàng My, có lẽ công chúng vẫn chưa quên một phát ngôn gây sốc của hậu Hoàng My về cơn bão Dem Ray đổ bộ vào các tỉnh miền Trung năm 2017. Người đẹp gây tranh cãi khi so sánh sự mất mát của người dân nơi đây không bằng một phần của các thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Câu nói của hậu Hoàng My như đổ thêm dầu vào lửa trong tình hình căng thẳng ở thời điểm đó. Hoàng My đăng tải trên trang cá nhân rằng, nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Rami. Số tiền bán vé bán kết đã được ban tổ chức dành để cứu trợ và còn huy động thêm tổng 1 tỷ đồng. Bão Rami đến rồi đi trong đêm, không nhầm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi đừng bị trầy xước gì nhé. Từ sau phát ngôn này, người đẹp mất hẳn thiện cảm với công chúng. Thanh Lam, có thể nói Thanh Lam là nghệ sĩ thẳng tính và phát ngôn gây sốc nhất trong bộ tứ Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần. Nếu như Hồng Nhung luôn dĩ hòa vi quý thì Thanh Lam lại thể hiện quan điểm một mình một cách cực kỳ rõ ràng. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ, không có ngành nghề nào không cần phải học cả, vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớp ván được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Phát ngôn của Thanh Lam khiến nhiều nghệ sĩ trong Nam phản ứng dữ dội. Sự thẳng thắn của nữ diva đã gây mất lòng với không ít đồng nghiệp. Sau phát ngôn gây tranh cãi, Thanh Lam cũng lên tiếng giải thích về quan điểm của mình. Là nghệ sĩ, câu chữ đâu được vẹn toàn như nhà triết học, nên mong những ai bị tổn thương hãy vì thiện ý và tính xây dựng của Thanh Lam mà bỏ qua cho. Còn sự thật, không phải Thanh Lam nói sẽ có người khác nói, hy vọng sẽ có một cách nói ngọt ngào hơn, nữ diva gửi một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Hương Giang, vào giữa tháng 5 2017, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang vướng phải ồn ào vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân khi cùng quay một game show truyền hình. Cụ thể, MC Đại Nghĩa đưa ra câu hỏi, Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần ông ấy đúc đầu vào 3 chấm và ông ấy bị thương. Hương Giang vô tư viết đáp án là đúc đầu vô cầu tiêu. Hành động này khiến nghệ sĩ Trung Dân cảm thấy bị xúc phạm danh dự nặng nề. Sau khi bị chỉ trích, Hương Giang đã lên tiếng phân trần sự việc. Cô gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ bậc cha chú và giải thích không có ý xúc phạm. Tuy nhiên, lời giải thích của nữ ca sĩ vẫn không thể làm giảm bớt đi sự phẫn nộ của một bộ phận khán giả. Sau một thời gian, Hương Giang liên tục gửi lời xin lỗi. Nghệ sĩ Trung Dân đa phần cũng nguôi ngoai sự tủi thân và bằng lòng tha thứ cho cô. Danh hài cũng mong khán giả hãy rộng lòng hơn với cô gái trẻ để tất cả cùng hướng về phía trước.